Bây giờ là 6 giờ 45 sáng thứ hai 1 tháng 4 2024. Bây giờ mình đang ngồi ở đằng sau của căn villa ở đảo Ngọc Phú Quốc. Đây là Vinwonder Resort. Buổi sáng rất là yên bình, không khí trong lành, thật là tuyệt vời. Căn villa này có view đằng sau là một cái hồ, một dòng sông nhỏ nhân tạo. Có hồ bơi riêng cho căn villa 3 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm này. Trên sau này thì có họ có để những cái ghế ngồi và hai cái ghế nằm hoặc ngồi chơi, thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng yên tĩnh này. Đây có cây dừa, cây hoa sứ nè, trắng này. Cảm giác thật tuyệt vời các bạn ơi. Yên bình. Ở đây ngồi nhìn ngắm trời mây, hít thở không khí trong lành, có một ly cà phê sữa đá hoặc sữa nóng bên cạnh thì không còn gì để có thể mà nói được lên nữa. Chỉ có thể nói đúng từ trên cả tuyệt vời. Hôm nay trời trong xanh rất là đẹp nha các bạn. Hôm nay là ngày cuối trong chuyến du lịch ra đảo Ngọc 4 ngày 3 đêm. Ngày mai cả gia đình sẽ ra sân bay rất là sớm, thời là 5 giờ sáng để bay ra Đà Nẵng. Và cũng sẽ ở trong cái resort của Vinpearl Đà Nẵng Hội An 4 ngày 3 đêm nữa. Không biết các bạn có nghe được tiếng chim hót không? Không gian rất là yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót thôi các bạn. Em thấy không khí buổi sáng thế nào? Buổi sáng rất là yên tĩnh, yên bình, nằm rất là thư giãn, nghe những con chim nó hót, có ảnh ương kêu nữa. Oh yeah, yeah. Ở dưới mấy cái đồng làng. Sáng sớm hai chồng ra ngồi ở đây, giờ có ly cà phê ngồi vừa nhâm nhi vừa có cà phê uống không? Thôi để giờ mình cà phê trong đó luôn rồi đó. Giờ mình đi ra đi biển bộ, đi bộ ra dọc dọc ra biển đi. Để nắng rồi đó. Để nắng, ok vậy nha. Mời các bạn đi theo hai chồng mình đi ra biển coi cái biển của Phú Quốc như thế nào nha. Hello hello. Trời, rửa mạnh ghê á. Xin chào cả nhà. Đây là căn villa mà gia đình chị ở tại resort ở Vinpearl Phú Quốc Wonder World. Bây giờ hai vợ chồng sẽ đi bộ dọc dọc đi ra biển
từ nhà mà đi ra biển khoảng 7 phút đi bộ vòng vòng trong khu này. Thì thường thì có xe túc túc chở mình đi, nhưng mà hôm nay mình muốn đi bộ dạo biển, đi bằng để mình ngắm nhìn hai bên đường. Bây giờ mình đi hướng nào đi? Đây. Các bạn thấy hai bên hàng dừa có những trái dừa. Dừa ngon lắm nha. Dừa ngon lắm luôn. Hôm qua thì trên đường đi ra, xe túc túc chở mình đi ra khách sạn, ra sảnh để mà ăn sáng, thì gặp các anh chặt dừa xuống, thì hỏi cái anh chàng tài xế, thì anh nói là anh ngừng lại, anh xin mấy anh đang chặt dừa cho anh trái dừa rồi uống ngọt gì đâu luôn. Ngọt ha. Mà cơm dừa cũng rất là mềm, rất là ngon. Ngon, rất là ngon. Các bạn thấy không, buổi sáng sớm mà đi dọc theo những căn villa này, thấy không khí rất là yên bình, mát mẻ nữa. Mát mẻ, không khí rất là mát mẻ, trong lành, tại gần biển mà các bạn. Đây là những căn villa nè, không có các bạn, 2 phòng, 3 phòng và 4 phòng luôn. Căn này là 3 phòng, dãy phòng, này là 3 phòng, là 3 phòng. Cái dãy mà hướng biển là tới 4 phòng lận. Mình muốn chọn ngoài đó mà phòng nhiều quá, mình chỉ cần 3 phòng thôi. Có căn 2 phòng cho hai vợ chồng, một đứa con. Gia đình mình 5 người cho nên mình phải chọn 3 phòng ngủ. Mà rộng quá chừng luôn. Cái họ làm cái villa này, cái cảm giác khi mà mình bước vào nhà đó, các bạn biết không, giống như là nó ôm mình vào cái căn nhà vậy đó. Nó cảm giác nó lạ lắm. Mở cửa ra cái đó, máy lạnh nó mát rười rượi à. Mình vô. Không gian rất là thoáng, nhìn rất là sang trọng các bạn ơi. Biết là các bạn đã xem cái video hình như anh có quay review cái villa. Chưa upload ra. Bây giờ các bạn nhớ đón xem những cái video mà hai vợ chồng em đã quay kết nối edit lại. Đó là những cái trải nghiệm mà hai vợ chồng đã đi qua. Các bạn thấy ở đây cây cối họ trồng rất là nhiều, và họ chăm sóc rất là kỹ lưỡng, cỏ đâu ra đó. Rất là đều, rất là đẹp nha. Ủa, mình đi thẳng ra là tới biển trước mặt phải không? Đúng rồi. Bữa giờ mình cũng chưa đi ra biển nữa. Ở đây nhân viên họ làm rất là nhiều, mà nhân viên từ coi như phục vụ vườn tược rồi lái xe. Mà các bạn biết khi mà hai vợ chồng Chi lên xe đó thì có nói chuyện với các bạn, thì các bạn nói là nhờ cái Vinpearl này mở mà tạo biết bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân. Là người dân địa phương ở đây và các tỉnh, ngay cả ở ngoài Bắc họ cũng vào đây họ làm việc nữa. Giống như từ trên đường mình về thì có một anh mà đón mình limousine á, từ phi trường về đây, thì ảnh cũng từ như ở Nam Ninh, ở đâu, Hải Dương ở ngoài Bắc mà ảnh đi vào tới trong đây ảnh làm việc, vợ con xe luôn. Dạ. Chọn nơi đây là quê hương thứ hai của ảnh luôn. Tại vì bên ở đây thì cái khí hậu rất là ôn hòa, nên anh đã chọn nơi đây là quê hương thứ hai của ảnh. Cảm ơn đem chân nước nha. Đi bộ mà cắt nước. Có những chiếc xe này, nhân viên họ đi làm bằng chiếc Honda điện, chiếc xe máy điện chứ. Các tỉnh luôn hả? Ở tỉnh nào vậy? An Giang. Mấy anh này là ở coi như tỉnh An Giang qua đây làm việc đó. Chào anh. Là bên thợ điện. Màu vàng là bên kỹ thuật. Kỹ thuật. Mấy anh màu xanh đó là bên cây xanh. Mình đi ra đây vài đợt tới. Đây là bèo thì đợt tới rồi.
Bạn thấy không, đẹp quá chừng luôn á, rất là cảnh rất là thơ mộng. Ở đây họ có hướng dẫn cho mình nè, bãi biển, đi ra bãi biển đây. Đây là biển. Những căn hộ đây là 4 phòng ngủ. Ừ, hướng biển ha. Nhìn ra biển. Biển là tuyệt vời luôn á. Cho những cái gia đình đông người hơn. Bây giờ em đói bụng rồi. Mình đi vào dạo một vòng thôi. Rồi xong rồi. Đi còn hồ bơi. Hồ bơi mình cũng chưa xuống nữa. Bữa đó anh có xuống tắm khoảng chừng 10-15 phút. Hồ bơi ở nhà mình chưa tắm, mấy đứa nhỏ tắm rồi đó. Hôm bữa mình đi thì đứa nhỏ nhà nó xuống hồ bơi. Nó nhỏ thôi. Như mỗi căn hộ thì có cái hồ bơi riêng. Mỗi căn villa là có một. Các bạn thấy. Mỗi căn villa đều có một cái hồ bơi nhỏ nhỏ. Mà anh thích bơi hồ bơi chính quá ha. Thì nó rộng hơn. Đó, quay cho các bạn xem nha. Không biết là nước mát không? Rồi đến bãi biển của khu resort mình rồi nha. Còn có ở dưới có mấy cái tròn đó này. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Hồ biển đây sóng nhẹ nhàng lắm nha các bạn. Không giống như tại biển Huntington Beach ở California, sóng rất là lớn, sóng mạnh mà lạnh. Cho mình xuống coi coi nước có mát không nha. Nước mát lắm luôn đó nha. Giờ hai vợ chồng sẽ đi bộ. Mình đi rất là mịn màng. Bây giờ hai vợ chồng đi bộ dọc dọc theo bãi biển này, đi chân chân nha. Nước mát lắm các bạn ơi, đã lắm. Bây giờ tắm biển là tuyệt vời nha. Không mang theo quần bơi, bơi có không? Rất là sạch nha các bạn, không có rác rưới, không có rong rêu. Sạch quá. Em nhớ đường về không ấy? Dạ. Lên trên này biển. Họ có để mấy cái có giống như là mấy cái lều mấy gì á, mấy cái vọng á, để cho du khách có thể ngồi ngắm biển. Không biết là bãi này tên gì. Khu này của khách sạn, riêng của khách sạn, bãi tắm riêng của resort này. Đẹp quá. Coi như biển Phú Quốc này còn nhiều, còn sạch hơn là biển Cancun của Mexico nữa. Mexico nhiều khi nó có những cái rong rêu rồi nọ, còn đây không có rong rêu luôn nha. Nhưng mà sao em thấy là giống như là biển là phải xanh. Thì nó cũng xanh vậy thôi. Còn sáng sớm nên cũng chưa có nhiều người đi ra. Để thằng cho mình nằm đây chơi. Nhìn ra biển. Ra đây nằm
Ôi gối có sẵn hết rồi. Để em đóng mặt mình bơi. Tài tính đi dạo một vòng thôi. Rồi phải về cũng đói bụng rồi. Bây giờ là 7 giờ 15 sáng rồi. Mình ăn sáng xong rồi có thời gian mình sẽ quay trở lại tắm biển ở đây. Và mình phải đi xuống hồ bơi nữa. Mình ở đây có thời gian ngắn quá các bạn. 3 đêm 4 ngày ngắn quá. Mà bây giờ tính còn đi Nam Đảo mà không biết có kịp thời gian để mình đi Nam Đảo, để đi ra qua cầu Hôn, rồi qua cáp treo qua đảo Hồng Thơm. Có thể hẹn lần sau. Lần đó. Sau á. Tại vì mấy đứa nhỏ cũng chưa có đi VinWonder. Thì phải hôm nay phải đi cho mấy đứa nhỏ nó khám phá VinWonder, những trò chơi, những công viên nước này á là đã đầy đủ lắm luôn rồi. Rất nhiều cái điểm mình có thể mình tham quan, khám phá, vui chơi. Hôm nay sáng hôm nay chị ra biển một chút thôi để coi biển của resort Wonder World như thế nào. Mình cảm thấy rất là đẹp, lý tưởng để mà tắm biển các bạn. Thôi một vòng quay cho các bạn xem. Bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi. Có mấy em đã tắm rồi. Và biển đây không có sâu lắm nha. Có người ra suốt mà tắm rồi. Ở đây nó có một cái nhà hàng tay rác. Mình bước trong trên đó sẽ có một quầy để tăng đó. Rồi, cảm ơn anh nha. Bây giờ mình đi về hướng đó để gọi cho xe túc túc đến đón mình, chở mình về sảnh lớn. Cái sảnh chính sẽ có nhà hàng buffet ở đó. Những cái ghế này mình có thể mình ngồi nha các bạn. Ngồi nghỉ, có thể uống có quán bar ở bên đó. Họ phục vụ nước cho mình luôn. Đây là bãi biển riêng cho ai ở cái resort của Vinpearl. Tiếc là mình không có mang theo đồ bơi nên không có tắm biển. Đây là khu vực của cái quầy bar nè, để bàn ghế đây, để đây ngồi uống bia, uống nước, nhìn ngắm biển. Wonder sunset. Ngồi đây, cũng có nhà hàng, uống nước không? Bàn ghế. Có nhà hàng gì đó. Terrace. Thì có thể gọi đồ ăn. Đây cũng có vòi nước ngọt để tắm lại nè. Cát trắng mịn nha các bạn, rất là đẹp. Cát cái hột nhuyễn. Từ biển đi lên thì có xe chở mình có thể đi ra nhà hàng ăn sáng. Cảm ơn em. Thank you. Đây là nhà hàng, này là nhà hàng mình có thể gọi món. Gọi món nhưng mà cái này là mình phải trả tiền, không có, họ không có bao gồm trong cái package. Chỉ có nhà hàng ở
sảnh lớn, bao gồm trong cái kênh mà tôi ở xa xa bên kia là hồ sen. Bây giờ xe túc túc cho chở hai vợ chồng đi ra sảnh chính ăn sáng ở đó. Đây là đường đi ra sảnh chính nha. Các bạn thấy là hai bên họ trồng mà cây dừa rất là đẹp, tạo bóng mát rất là mát. Ồ, tới rồi nha, rất là nhanh. Sảnh chính khách sạn. Xe bus cũng dừng ở đây chở mình đi qua Vin Wonder hoặc là Grand World Safari. Xe túc túc này họ phục vụ 24/24 luôn. Cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.